Chào anh em đến với độ xe máy.com. Mình xin giới thiệu bài cấu hình 65 Gen Vin dành cho Exciter 155. Thì Gen mình sẽ đi tay Gen của Uma Racing. Mặt đạn Gen Nhật Koyo. Full bộ nồi 5 lò xo cho Exciter 155. Bộ sắt đầy đủ, lò xo nồi Uma. Cần côn của Uma. Xin cam Uma. Full lòng 65 của Uma Racing. Với tông đầu cao. Cái tổng 65 nha anh em, bộ bạc, bộ phe và răng, hồng xăng, co xăng Uma Racing, co gió CNC dành cho em Racking, kim phun và chụp kim phun Uma Racing, cùng tăng tốc Uma, cam Uma, lò xoay đầu Uma, Eco M5 mới nhất của thằng Ed 155, tỉnh tuôn trên điện thoại nha anh em, một bên sườn Phaeto. Đầu thì đầu đồ chơi TA Racking 4 thư súp bắp lớn 2225. Hàng chất lượng nha anh em. Bô thì anh em có thể đi chơi bô leo vinh. Nếu anh em thích không thích nổ to thì anh em có thể mở cổ anh em. Mở cổ nóc 3.4 móc nhẹ hoặc là móc êm. Bô EKM hoặc là lọc gió của Uma. Mình xin giới thiệu với anh em cấu hình 65 Gen Vin Exciter 155. Anh em nào muốn chơi lên cấu hình 65 Gen Vin có thể tham khảo cấu hình của Uma Racing thì anh em. Rồi thì xin chào anh em ha.